hâm mộ những trận đấu hấp dẫn và cống hiến của các cầu thủ lứa tuổi U15. Kính thưa quý vị, giải bóng đá vô địch U15 quốc gia là giải đấu chính thức thuộc hệ thống thi đấu bóng đá trẻ quốc gia và đã trở thành điểm hẹn quen thuộc để các cầu thủ trẻ giao lưu, thi đấu, cọ sát, rèn luyện tài năng, đồng thời góp phần ổn định hệ thống thi đấu bóng đá nước nhà. Trong những năm gần đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có những thay đổi, điều chỉnh về thể thức thi đấu nhằm tăng cơ hội thi đấu cọ sát cho các cầu thủ trẻ, và điều này đã được các câu lạc bộ, các đội bóng cũng như giới chuyên môn đánh giá cao khi tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển cả về lượng và chất cho lớp cầu thủ kế cận của câu lạc bộ nói riêng và đội tuyển quốc gia nói chung. Thay mặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban tổ chức giải, xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp hỗ trợ tích cực của địa phương đăng cai tại vòng loại và Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PBF. Xin trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần H-Cup Việt Nam trên cương vị là nhà tài trợ chính của vòng chung kết giải đấu. Cảm ơn sự đồng hành của VTV Cup với vai trò là đối tác truyền thông phát sóng truyền hình trực tiếp nhiều trận đấu, quảng bá hình ảnh của giải đến với đông đảo khán giả trên nền tảng truyền hình và truyền thông mạng xã hội. Cũng xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Động lực, nhà tài trợ bóng của giải. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng xin trân trọng cảm ơn và chào mừng khán giả tới sân cổ vũ cũng như theo dõi các trận đấu được truyền hình trực tiếp trên các phương tiện truyền thông. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã quan tâm, hỗ trợ thông tin tuyên truyền về giải, góp phần tạo động lực thúc đẩy cho công tác đào tạo trẻ ngày càng phát triển. Thay mặt ban tổ chức giải, tôi xin tuyên bố khai mạc vòng chung kết giải bóng đá vô địch U15 quốc gia CUP H-Cup 2024. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp, chúc các đội bóng tham dự giải thi đấu tốt và đạt được mục tiêu của mình, và chúc toàn thể khán giả sức khỏe, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Minh Châu. Để động viên tinh thần thi đấu các cầu thủ và quan chức điều hành giải, sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu sau đây xuống sân tặng hoa cho hai đội bóng và tổ trọng tài. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Quỳnh, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đức Mẫn, Phó phòng Marketing Công ty Cổ phần AC Cup Việt Nam. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với lễ chào cờ. Đề nghị các quý vị đại biểu, các quý vị khán giả đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêm! Chào cờ! Chào!
Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời quý vị an tọa. Chúng ta vừa đến với lễ khai mạc ngắn gọn trên sân vận động trung tâm của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Và ngay sau đây sẽ là thời điểm để chúng ta chuẩn bị bắt đầu theo dõi trận khai mạc của giải đấu. Đây là những trận đấu diễn ra của bảng A, nơi có sự góp mặt của PVF, của Trung tâm Huấn luyện Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, SHB Đà Nẵng và Đồng Nai. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 17:30 trên sân vận động trung tâm. Ngoài ra thì sẽ có những trận đấu khác diễn ra ở các sân đấu còn lại. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Đồng Nai cũng sẽ diễn ra trên sân nhân tạo lớn của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Trong trận đấu sớm của bảng B, trận đấu giữa Thể Công Viettel và Quảng Ngãi đã khép lại với tỷ số 4-0 nghiêng về phía Thể Công Viettel. Điều khiển trận đấu này là trọng tài chính ông Trần Huy Hoàng, trợ lý số 1 là bà Hà Thị Phượng và trợ lý số 2 là ông Lê Chí Hiền, trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Nhật Quang. PVF sở hữu một tập thể rất đồng đều dưới sự dẫn dắt của huấn viên Nguyễn Ngọc Duy. Thủ môn là Lý Sơn Hòa, các hậu vệ gồm có Bùi Trung Hiếu, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, đội trưởng, có Doãn Trần Ngọc Linh, có Nguyễn Ngọc Anh Hào. Các tiền vệ là Đỗ Nam Hiếu, Tạ Hùng Minh, Bùi Anh Khoa. Các tiền đạo của họ có Nguyễn Du, có Nguyễn Văn Dương và Lê Sĩ Bách. Trong số các cầu thủ sinh năm 2009 của PVF thì có một số cầu thủ đã từng tham gia giải U17 quốc gia. Trong đó có thể kể đến cái tên như Đỗ Nam Hiếu, tiền vệ mang số 8, Lê Sĩ Bách, tiền đạo mang áo số 30, Nguyễn Văn Dương, tiền đạo mang áo số 11 và trung vệ Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, đội trưởng của PVF cũng đã tham dự U17 quốc gia. Còn đây là những cái tên của Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Thể dục Thể thao Hà Nội, thủ môn Đào Trọng Hiền. Các cầu thủ phòng ngự có Nguyễn Khắc Thiên, Phạm Việt Long, Quốc Đạt và Cao Minh Quang. Các tiền vệ có Vũ Long Nhật, Bùi Gia Huấn, Trương Công Bằng. Các tiền đạo có Cao Trần Nhật Minh. Cò Văn Hương và Nguyễn Bảo Phúc. Chúng ta cũng đã có thể quan sát được điều kiện mặt sân của sân vận động trung tâm PVF là hết sức hoàn hảo, một trong những sân đấu đẹp nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia của Việt Nam. Điều kiện mặt sân của PVF luôn được chăm sóc rất kỹ. Ở trung tâm PVF thì có tới 7 sân có thể tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ của các giải đấu quốc gia. Đây là các cổ động viên của các đội bóng trẻ, có sự có mặt của các cổ động viên đến từ đội chủ nhà PVF và đội được coi là đội khách cho trận đấu ngày hôm nay, đội bóng Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Thể dục Thể thao Hà Nội, là đội bóng cũng có địa bàn đóng quân tại thủ đô Hà Nội nên cũng có rất nhiều những cổ động viên góp mặt. PVF góp mặt ở giải đấu này với một thành tích có thể nói là cực kỳ ấn tượng, với 7 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi được 48 bàn thắng và chỉ để thua có 1 bàn thôi. Số cầu thủ ghi bàn của U15 PVF là 17 cầu thủ. Đó là những con số có thể nói hết sức ấn tượng. Và ngay từ những tình huống giao bóng đầu tiên, cơ hội đã thuộc về PVF và bàn thắng đã được thực hiện rất sớm, rất nhanh, rất hiện đại. Ở phút thi đấu thứ nhất, chính xác là ở giây thứ 25, thì huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Duy cùng với trưởng đoàn Nguyễn Mạnh Cường đã có dịp ăn mừng. Chúng ta vừa được đến với bàn thắng rất đẹp đến từ Văn Dương, một tình huống tấn công cơ bản mang dáng dấp của bóng đá hiện đại. Bóng được đưa sâu xuống biên phải, một tình huống căng sệt và khoảng trống ở phía sau đã được lộ ra.
người dẫn dắt đội bóng Hà Nội, đó là huấn viên Tạ Bạch Sơn, cũng là một huấn viên có kinh nghiệm và tên tuổi trong làng đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Chúng ta hãy cùng xem lại những tình huống phối hợp đường truyền rất vừa tầm của Sĩ Bách và Nguyễn Văn Dương ở một vị trí và tư thế chống trải không có ai kèm, đã băng lên thực hiện một cú đá cứa lòng hiểm hóc đưa trái bóng về phía góc xa trước sự bất lực của thủ môn Đào Trọng Hiếu. Bàn thắng của Văn Dương được thực hiện ngay ở giây thứ 25. Nguyễn Ngọc Anh Hào. Vẫn là những sự chủ động đến từ đội bóng áo đỏ. Văn Dương đã có một tình huống tăng tốc khiến cho cầu thủ phòng ngự mang áo số 15 của Hà Nội là Cao Trần Nhật Minh khá lung túng. Lần này thì quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Hà Nội. Vẫn là những sức ép rất lớn đến từ PVF, người vừa có tình huống dâng cao và nỗ lực tạt bóng, đó là Doãn Trần Ngọc Linh. Như vậy Doãn Trần Ngọc Linh cùng với Nguyễn Văn Dương đang là những cầu thủ chơi bên phía hành lang cánh trái của đội chủ nhà PVF. Phát bóng rất dài của Cao Trần Nhật Minh, cú treo bóng khá khó chịu và cũng đã có những cầu thủ đồng đội của U15 Hà Nội băng lên tiếp ứng trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha bóng mà Lê Sĩ Bách đã phải lùi rất sâu để hỗ trợ cho người đồng đội Nguyễn Ngọc Anh Hào. Anh Hào và Sĩ Bách sẽ là những người chơi bên phía hành lang cánh phải của U15 PVF. Sau những phút đầu tiên có phần hơi mất tập trung và có cảm giác như bị choáng, thì các cầu thủ U15 của Trung tâm huấn luyện đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội đã kịp hồi phục. Họ đã đẩy cao đội hình và đang tạo ra được những sức ép khá tốt. Pha tranh chấp tốt của tiền vệ trung tâm, người mang áo số 7, Cao Minh Quang. Đây là huấn viên Nguyễn Ngọc Duy. Cách đây ít ngày thì Nguyễn Ngọc Duy đã khoe trên trang cá nhân tấm giấy khen của trung tâm PVF với những thành tích của anh đóng góp trong 6 tháng đầu năm. Và bàn thắng vừa rồi của Nguyễn Văn Dương có lẽ cũng là một trong những món quà chúc mừng ý nghĩa của các học trò gửi tới người thầy thân yêu của mình. Nguyễn Ngọc Duy, người có biệt danh là Duy Dị, cũng là một trong những tên tuổi của bóng đá Việt Nam, người đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia, một trong những thành viên ưu tú của thế hệ cầu thủ thể công Viettel sinh năm 1987. Tình huống bao ra phía ngoài khung thành khá xa và chơi chân an toàn của Lý Xuân Hòa. Triết lý của PVF đó là kiểm soát bóng và tổ chức tấn công với sơ đồ 4-3-3. Tất cả những tình huống sẽ được chủ động phát động tấn công từ phần sân nhà với khả năng chơi chân tốt của các thủ môn và các trung vệ. Lúc này thì PVF đang vận hành dưới sự điều hành của một giám đốc kỹ thuật mới, đó là giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc. Trước đó là PVF đã có những giai đoạn xây dựng, phát triển và hình thành dưới sự dẫn dắt của giám đốc kỹ thuật người Bỉ, Eric Abraham, một trong những giám đốc kỹ thuật có thể nói là tài năng và cũng đã truyền tải được rất nhiều những kiến thức bóng đá hiện đại với các cầu thủ trẻ, với đội ngũ huấn luyện viên và đội ngũ vận hành của PVF. Pha xử lý khá hay của
các cầu thủ Hà Nội, nhưng rất tiếc là đội bóng đã bị chặn lại ở những nhịp tấn công cuối cùng. Dừng chấp quyết liệt của Cao Minh Quang. Cao Minh Quang đã ngăn cản được bước tiến của Nguyễn Du. Lần đầu tiên chúng ta thấy được có một cầu thủ tên là Nguyễn Du, cùng tên với Đại Thi Hào, Nguyễn Du. Đó là pha xử lý chưa thực sự tốt của Đỗ Nam Hiếu. Nam Hiếu cũng là một thành viên đã tham dự U17 quốc gia cùng với lứa tuổi sinh năm 2008. Phát bóng rất dài của tiền vệ mà số 7 Cao Minh Quang. Và trong pha bóng vừa rồi, chúng ta cũng đã thấy thủ môn Xuân Hòa rất chủ động trong việc dâng cao và kiểm soát khoảng trống phía sau lưng các trung vệ. Nguyễn Hình Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, những đường truyền trực diện lên vị trí của Nguyễn Du. Nhưng Hà Nội đã bắt đầu bắt nhịp được và họ đang có được những pha lên bóng khá chất lượng. Và xử lý cực kỳ tự tin của cầu thủ mang áo số 13 Trương Công Bằng. Lúc này thì Trương Công Bằng đang đảm nhiệm vị trí tiền vệ tấn công cánh trái của Hà Nội. Người chơi cao nhất tràng tấn công của U15 Hà Nội đang là Vũ Long Nhật. Sĩ Bách rất nhanh. Không được, đường truyền chưa tốt của Nam Hiếu, nhưng bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng áo đỏ. Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa rất tự tin. U15 PVF đang hoàn toàn kiểm soát bóng và họ cũng đang làm tốt nhiệm vụ kiểm soát thế trận. Này thì những người chơi cao nhất tràng tấn công của U15 Hà Nội có Cò Văn Hường, tiền vệ cánh phải, tiền đạo mũi nhọn Vũ Long Nhật và tiền vệ cánh trái Trương Công Bằng. Đây là tiền vệ cánh phải Cò Văn Hường, cầu thủ mang áo số 26. Lỗi thuộc về các cầu thủ PVF. Một tình huống đẩy sau có thể nói là khá thô của tiền vệ mang áo số 8 Đỗ Nam Hiếu. Đỗ Nam Hiếu là một tiền vệ tấn công lệch phải, nhưng trong pha bóng vừa rồi thì đã chủ động di chuyển vào khu vực trung lộ để tạo ra tình huống tranh chấp với đối thủ. Người thực hiện cú đá là Bảo Phúc, hậu vệ phải của U15 Hà Nội. Người vừa có tình huống chạm bóng cuối cùng là Bùi Gia Huấn. Bùi Gia Huấn là tiền vệ tấn công lệch phải của các cầu thủ U15 Hà Nội. Hà Nội cũng đang chơi với sơ đồ khá giống với U15 PVF, đó là 4-3-3. Và đôi khi cũng có thể được chuyển thành 4-2-3-1. Nam Hiếu khá nhịp nhàng. Rất tiếc là đã có lỗi việt vị của các cầu thủ tấn công bên phía đội bóng áo đỏ. Người vừa có tình huống băng lên chính là người đã có được bàn thắng mở tỷ số ở giây thứ 25, đó là tiền vệ tấn công cánh trái Nguyễn Văn Dương. Và xử lý của Cao Trần Nhật Minh. Bảo Phúc. Chuyền hơi vội của các cầu thủ PVF. Trương Công Bằng.
Một tình huống sang người khá khôn ngoan của Nguyễn Ngọc Anh Hào. Trương Công Bằng đã có một tình huống xử lý hơi thật thà, và tình huống để bóng dài của Trương Công Bằng đã bị Anh Hào bắt bài. Lúc này thì bộ đôi trong ban luyện của PVF là những người thầy trò cũ trong màu áo thể công Việt Theo, huấn luyện viên kỳ cựu Vũ Nguyễn Mạnh Cường, cựu đội trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, và một trong những thành viên ưu tú của lò thể công Việt Theo Nguyễn Ngọc Duy. Đây là Nguyễn Khắc Thiên, trung vệ đội trưởng của U15 Hà Nội. Tạ Hùng Minh, Tạ Hùng Minh nhỏ con nhưng đang là người được xếp chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Nguy hiểm, cơ hội không được. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ PVF. Những đường chuyền ít chạm, những cầu thủ liên tục di chuyển với tốc độ cao. Sĩ Bách rất tự tin. Cơ hội dứt điểm. Đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ chủ nhà PVF. Một tình huống tấn công trung lộ cực hay, và có vẻ như người đã ghi bàn đó là tiền đạo mũi nhọn Nguyễn Du. Khuôn mặt khá bình thản của huấn luyện viên Ngọc Duy, và có lẽ là anh cũng đã cảm nhận được một thế trận tương đối dễ dàng và những ưu thế tương đối lớn dành cho các cầu thủ trẻ. Một tình huống bật tường trung lộ khá hay, một pha triển khai bóng mạch lạc của PVF. Chúng ta cùng xem lại bóng này một lần nữa. Người đã tạo nên một tình huống đột phá đó là Sĩ Bách. Sĩ Bách đang chơi rất hay với những tình huống châm ngòi dẫn đến những bàn thắng của PVF. Pha băng cắt và tạo ra sự xáo trộn cho đội hình đối thủ thuộc về Đỗ Nam Hiếu, và bóng đã đến chân của Nguyễn Du. Hàng phòng ngự của Hà Nội đã có đôi chút tập trung và khựng lại trong pha bóng vừa rồi. Họ cho rằng Nguyễn Du ở vào vị trí việt vị, nhưng có lẽ là vẫn còn một cầu thủ áo hồng đứng ở phía dưới. Trợ lý trọng tài đã không căng cờ và bàn thắng hợp lệ đã thuộc về PVF ở phút thứ 14. Bàn thắng mở tỷ số thuộc về Nguyễn Văn Dương, và bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 thuộc về Nguyễn Du. Tốc độ thuộc về Cò Văn Hường. Rất tiếc là cầu thủ chạy cánh phải của U15 Hà Nội đã không thể theo được đường chuyền vừa rồi của đồng đội. Ném biên dành cho các cầu thủ chủ nhà PVF. Pha băng lên của Đỗ Nam Hiếu. Tình huống đi bóng dài, và sau đó là một tình huống tranh chấp có lỗi của tiền vệ màu số 7 Cao Minh Quang. Một pha chớp thời cơ và đá phạt rất nhanh của các cầu thủ PVF. Chúng ta đang thấy được một dáng dấp và một phong cách chơi bóng tương đối hiện đại của U15 PVF. Những đường chuyền trực diện lên phía trên, những tình huống chuyền bóng thả trái bóng vào các khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự của đối thủ để tận dụng tốc độ của Sĩ Bách, của Văn Dương. Bùi Trung Hiếu, xử lý của Bùi Anh Khoa khá hay. Có lẽ là đã có lỗi việt vị của các cầu thủ U15 PVF. U15 PVF đang chơi tập trung, quyết tâm, và điểm mạnh của họ đó là khả năng chơi bóng đồng bộ. Đây là Phạm Việt Long, hậu vệ trái của Trung tâm huấn luyện đào tạo thể dục thể thao Hà Nội, người đang phải đối mặt với một Lê Sĩ Bách đang chơi rất hay.
Những tình huống tấn công dẫn đến bàn thắng của U15 PVF đều đến từ hành lang cánh phải với sự cơ động của Lê Sĩ Bách. Việt Long để mất bóng nguy hiểm. Nam Hiếu, vẫn là Nam Hiếu. Nguyễn Du di chuyển, có lẽ là đã có lỗi việt vị mất rồi. Không có lỗi việt vị nhưng chưa có bàn thắng thứ 3 dành cho PVF. Một pha bóng mà chúng ta có cảm giác như là Nguyễn Du đã ở vào vị trí việt vị. Nhưng rồi thì Nguyễn Du cũng đã kịp theo được trái bóng và dứt điểm. Nhưng rất tiếc, chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đúng là chưa việt vị. Pha bóng bằng lên rất đúng thời điểm của Nguyễn Du. Pha dứt điểm thì hơi hiền. Đường thả bóng rất vừa tầm của Đỗ Nam Hiếu. Người đã băng lên và thực hiện cú đá bồi là tiền vệ tấn công Bùi Anh Khoa. May mắn chưa thuộc về Anh Khoa trong tình huống băng lên và dứt điểm nhanh vừa rồi. Nhưng chúng ta có thể thấy được cự ly đội hình, khả năng tiếp ứng, khả năng hỗ trợ của các cầu thủ U15 PVF là khá tốt. Các cầu thủ phòng ngự Hà Nội đã có những tình huống can thiệp chính xác nhưng cũng rất nhanh, bóng lại thuộc quyền kiểm soát của đội bóng áo đỏ sau những tình huống áp sát và pressing ngay ở phần sân đối phương. Vẫn là những bước chạy xé gió của Lê Sĩ Bách. Vẫn là Lê Sĩ Bách căng ngang, không vào. Có tới hai cái bóng áo đỏ băng vào để dứt điểm trong tình huống vừa rồi nhưng cả hai đều không thể theo được tình huống căng ngang vừa rồi của Sĩ Bách. Sĩ Bách đã dùng tốc độ và thoát đi rất nhanh trước sự đeo bám bất lực của Phạm Việt Long. Tình huống căng ngang cũng là tương đối ấn tượng. Chỉ tiếc là lực trong đường truyền của Sĩ Bách đi hơi mạnh, tốc độ bóng đi nhanh khiến cho những pha băng vào của Nguyễn Du và Nguyễn Văn Dương đã không thể tạo ra được một tình huống kết nối thành công. Nguyễn Khắc Thiên. Hàng phòng ngự của U15 Hà Nội đang phải căng mình hoạt động hết công suất để ngăn cản những tình huống tấn công nhanh của U15 PVF. Chúng ta đang được thấy khả năng pressing tuyệt vời của Lê Sĩ Bách. Đó là tình huống tranh chấp giữa Vũ Long Nhật và trung vệ Bùi Trung Hiếu. Sự khôn ngoan của Bùi Trung Hiếu đã khiến cho Long Nhật phải phạm lỗi. So với Vũ Long Nhật thì thể hình của Bùi Trung Hiếu cũng không phải là ấn tượng, nhưng bằng khả năng tranh chấp khôn ngoan thì Trung Hiếu vẫn chiến thắng được Long Nhật trong tình huống 1-1 vừa rồi. Tiếp tục lại là một đường truyền dài vào khoảng trống rất hay nữa của PVF và Sĩ Bách. Lần này thì Sĩ Bách đã có một nhịp xử lý bóng hơi dài. Nguyễn Khắc Thiên, trung vệ lệch trái của U15 Hà Nội cũng đã có được một tình huống di chuyển và hỗ trợ tốt cho người đồng đội Phạm Việt Long. Nếu như đấu 1-1 thì có lẽ là Phạm Việt Long sẽ luôn bị Sĩ Bách vượt qua. Hùng Minh. Tiếp tục có lỗi việt vị đến từ các cầu thủ chủ nhà PVF. Tình huống bắt việt vị đến từ nữ trọng tài xinh đẹp nhất trên sân lúc này, trợ lý Hà Thị Phượng. Ngọc Duy sinh năm 1986, thuộc lứa thế hệ
sinh năm 86, 87, 88 của Lò Thể Công Việt Theo, một trong những lứa cầu thủ được coi là lứa cầu thủ vàng của Lò Thể Công Việt Theo. Người cắt bóng là Nguyễn Văn Dương, Ngọc Duy, Trịnh Quang Vinh, Công Huy, Đức Huy, Minh Đức, Sĩ Bách. Vẫn là pha xử lý của Sĩ Bách. Nhịp dứt điểm cuối cùng của Lê Sĩ Bách thì là hơi vội, nhưng một lần nữa chúng ta thấy được ý đồ tranh chấp và chơi pressing ngay ở phần sân của đối phương thực sự là rõ ràng trong cách vận hành đội bóng của huấn luyện viên Ngọc Duy. Nhật Minh pha băng lên của đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, và Đăng Khoa đã phải nhận thẻ vàng sau một tình huống tranh chấp quyết liệt không thực sự cần thiết. Đây là một tình huống tranh chấp bóng ở giữa sân, ở phần sân của đối thủ, và Đăng Khoa không cần thiết phải có một tình huống tranh chấp mạnh mẽ đến như vậy. Chặng đường của giải đấu vòng chung kết U15 còn rất dài và Đăng Khoa cần phải tiết chế hơn với những tình huống vào bóng như vừa rồi. Người đã bị đau trong tình huống tranh chấp với Đăng Khoa là Nguyễn Quốc Đạt. U15 của Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Bóng đá Trẻ Hà Nội chỉ có một bài duy nhất, đó là những tình huống chuyền dài. Hùng Minh đang là tiền vệ chơi thấp nhất trong sơ đồ 4-3-3 của U15 PVF. Anh Hào. Rất tiếc là trong pha bóng này thì Nguyễn Du đã ở vào vị trí việt vị. Nguyễn Du đã di chuyển hơi sớm. Nhưng có lẽ đây là một pha bóng mà có lẽ là trọng tài Hà Thị Phượng cũng đã giật mình và giật cờ sai thời điểm. Thời điểm bóng rời chân đồng đội thì Nguyễn Du vẫn còn ở trên, một hậu vệ cuối cùng của các cầu thủ U15 Hà Nội. Và trong pha bóng vừa rồi thì trọng tài Hà Thị Phượng không chỉ sai về lỗi nhận định mà còn sai về vị trí đứng nữa. Vị trí đứng của Hà Thị Phượng xuống quá sâu so với hậu vệ cuối cùng của U15 Hà Nội. Phạt góc dành cho các cầu thủ U15 Hà Nội khi mà trận đấu diễn ra với một thế trận bế tắc và Hà Nội không có được khả năng kiểm soát bóng tốt để tổ chức những tình huống tấn công, thì những tình huống cố định, những quả phạt góc sẽ là những cơ hội rất lớn để U15 của Hà Nội có thể tận dụng, tạo ra những sự khác biệt. Phạm Việt Long gặp quá nhiều khó khăn trong những cuộc đối đầu với Lê Sĩ Bách đã phải rời sân. Và người vào sân là Dương Văn Hiếu. Nhiều khả năng Dương Văn Hiếu sẽ chơi ở vị trí tiền vệ và một cầu thủ tiền vệ sẽ được kéo về. Một cầu thủ của đội chủ nhà PVF đang bị đau. Một nửa thời gian của hiệp 1 đã trôi qua và lúc này thì lợi thế đang hoàn toàn thuộc về đương kim vô địch PVF. Mùa giải năm ngoái thì U15 PVF cũng đã có được một thành tích có thể nói là cực kỳ ấn tượng khi họ toàn thắng tất cả các trận đấu và giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết với tỷ số 5-0. Một tỷ số cách biệt nhất trong lịch sử các trận chung kết của giải đấu lứa tuổi U15 toàn quốc. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi U15 Hà Nội làm nên điều gì đó trong tình huống phối hợp này. Nguy hiểm! Rất tiếc là U15 Hà Nội đã không thể thực hiện được tình huống dứt điểm chính xác để đưa trái bóng về phía khung thành của Lý Xuân Hòa. U15 Hà Nội cũng có những nhân tố có thể hình hết sức ấn tượng, ví dụ như tiền đạo Vũ Long Nhật hay là các trung vệ Nguyễn Khắc Thiên, Cao Trần Nhật Minh.
Bùi Trung Hiếu rất nhịp nhàng. Pha xử lý không tốt của Nguyễn Văn Dương. Nhìn chung là các cầu thủ U15 của VFF rất tự tin trong những nhịp xử lý bóng cá nhân của mình. Ngay cả một thủ môn như thủ thành Lý Xuân Hòa cũng đã mạnh dạn cắt bóng và đi lên vượt qua tiền đạo của đối phương. Còn đây là những bước chạy xé gió của Sĩ Bách. Nam Hiếu rất nhịp nhàng. Anh Khoa. Khoai. Pha dứt điểm tuyệt vời của Bùi Anh Khoa, một tình huống xoay người và dứt điểm như Lami Yaman, và một pha bay người cứu thua xuất sắc của thủ môn Đào Trọng Hiểu. Chúng ta cùng xem lại những pha xử lý hết sức kỹ thuật của Bùi Anh Khoa. Thực sự đó là một pha xử lý làm chúng ta liên tưởng đến Lami Yaman với màn trình diễn siêu đẳng của tuyển thủ 17 tuổi trong đội hình đội tuyển Tây Ban Nha. Những pha xử lý hết sức kỹ thuật và ra chân cũng là ấn tượng, rất bất ngờ. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì người đã chơi xuất sắc hơn, đó là Đào Trọng Hiền. Sĩ Bách đang có những tình huống tiểu xảo đối với thủ môn Đào Trọng Hiền của U15 Hà Nội. Và số 30 của U15 PVF đã phải nhận những sự nhắc nhở đến từ trọng tài Trần Huy Hoàng. Sẽ có quả phạt góc tiếp theo dành cho U15 PVF. Người thực hiện là Tạ Hùng Minh, tiền vệ trung tâm của U15 PVF. Hùng Minh cú đá về phía cột 2. Tiếp tục sẽ là, không phải, đó là một pha bóng mà trọng tài Trần Huy Hoàng cho rằng các cầu thủ tấn công của VFF đã phạm lỗi đẩy sau với các cầu thủ phòng ngự của trung tâm huấn luyện đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Đào Trọng Hiền. Điều tích cực của Hà Nội là họ cũng phát động tấn công từ phần sân nhà, nhưng cách phát động tấn công của họ thì quá đơn giản. Thủ môn chuyền bóng cho trung vệ và sau đó trung vệ sẽ phất bóng dài lên phía trước. Nó hơi khác so với U15 PVF. Bóng được triển khai đồng bộ từ thủ môn qua chân của các hậu vệ và triển khai qua các tiền vệ. Anh Khoa. Người đã phải lăn xả để soạc phá bóng trong tình vừa rồi đó là Nguyễn Bảo Phúc. Doãn Trần Ngọc Linh, hậu vệ trái của U15 PVF. Người cắt bóng là Bảo Phúc. Vẫn là Hùng Minh đang quán xuyến toàn bộ khu vực giữa sân của U15 PVF. Lê Sĩ Bách chạy không biết mệt. Hoạt động rất tích cực và phủ kín bên phía hành lang cánh phải của đội bóng áo đỏ. Nam Hiếu rất nhịp nhàng. Không được, đó là tình huống phối hợp không hiểu ý giữa Nam Hiếu và hậu vệ cánh phải Anh Hào. Nhưng có một điều đáng khen đến từ Đỗ Nam Hiếu, đó là sau khi chuyền hỏng và Anh Hào không thể nhận bóng thì Nam Hiếu cũng đã chủ động dâng cao và thực hiện tình huống pressing ngay. Điều này khiến cho U15 Hà Nội không có được sự chủ động khi kiểm soát bóng. Tạ Khắc Thiên. Bùi Gia Huấn cũng đã phải lùi rất sâu. Bộ ba Cao Minh Quang, Nguyễn Quốc Đạt và Bùi Gia Huấn gần như là đang tê liệt trước sức ép và khả năng kiểm soát bóng tốt của các tiền vệ bên phía đội bóng áo đỏ. Lại là một pha sâu kim nữa của Lê Sĩ Bách và một tình huống kéo người khá thô của tiền vệ bên phía U15 Hà Nội. Lê Sĩ Bách đang có được một sự hưng phấn, một điểm rơi phong độ cực tốt trong trận đấu khai mạc của giải đấu năm nay. Người đã phạm lỗi với Lê Sĩ Bách đó là cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Dương Văn Hiếu. Đó là một hành vi phạm lỗi xứng đáng nhận thẻ, nhưng trọng tài Trần Huy Hoàng
đã không rút thẻ trong tình huống phạm lỗi vừa rồi. Đó cũng là điều hợp lý khi mà chúng ta đang được theo dõi những trận đấu của giải đấu U15 quốc gia, một giải trẻ và các cầu thủ cũng chưa định hình được tính cách, cá tính chơi bóng của mình, cũng nên có những sự mềm mại, sự nhắc nhở và điều chỉnh hợp lý đến từ các vị trọng tài. Lê Sĩ Bách, vẫn là Lê Sĩ Bách, sấn rất nhanh, vẫn là Lê Sĩ Bách, không được. Lần này thì đường truyền của Lê Sĩ Bách đã không đến được vị trí của Nguyễn Du. Cơ hội phản công dành cho Hà Nội, 4-4, hơi chậm. Khá hay, Cao Minh Quang, cơ hội của Cao Minh Quang. Đó có thể nói là pha phối hợp tổ chức tấn công ấn tượng nhất của U15 Hà Nội sau gần 32 phút bóng lăn. Đường truyền chuyển hướng của Bùi Gia Huấn là khá tốt và Cao Minh Quang cũng đã có được một tình huống xử lý khá hợp lý và cú sút uy lực. Nhưng rất tiếc là chất lượng của tình huống dứt điểm thì lại chưa đạt được yêu cầu. Cú đá đi quá cao so với khung thành của Lý Xuân Hòa. Nhưng nhìn chung là cách họ Hà Nội giành bóng và chuyển đổi trong pha bóng vừa rồi là tốt. Họ tạo ra được thế 4-4 và trong những phương án tấn công chiến thuật 4-4 thì đội bóng tấn công thường là đội bóng sẽ có được sự chủ động tốt hơn, tận dụng được nhiều khoảng trống hơn. Nguyễn Bảo Phúc, trời bắt đầu nổi dông trên sân vận động trung tâm của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đến thời điểm này thì vẫn chưa có mưa, nhưng thời tiết thì đang khá âm u. Hy vọng rằng hiệp 2 cũng sẽ được diễn ra trong một điều kiện thời tiết thuận lợi. Đào Trọng Hiền, Nguyễn Khắc Thiên, lúc này thì người đang được kéo xuống chơi ở vị trí hậu vệ bên trái đó là tiền vệ tấn công cánh trái Trương Công Bằng. Trong giai đoạn thi đấu tại vòng loại giải vô địch U15 quốc gia 2024 thì thậm chí là Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Thể dục Thể thao Hà Nội còn là đội bóng chơi ấn tượng nhất của bảng A. Bảng đấu được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Thể công Viettel. Họ chiếm ngôi vị đầu bảng với 7 chiến thắng và 1 trận hòa, được 22 điểm, nhiều hơn đội bóng xếp thứ 2 đó là Thể công Viettel tới 4 điểm. Đội bóng xếp thứ 3 ở bảng đấu này là Hà Nội, Hà Nội Bắc Giang. Lúc này thì tại khu vực Hà Nội, Hà Nội có tới 2 trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Đó là Trung tâm Huấn luyện Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, được đặt tại Nhồn và Mỹ Đình. Còn một trung tâm khác đó là Trung tâm Hà Nội Bắc Giang. Trung tâm Hà Nội Bắc Giang thì được coi như là một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ để đào tạo nguồn cung cấp cho Hà Nội FC. Nếu như Trung tâm Huấn luyện Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội là đội bóng dẫn đầu bảng A thì PVF cũng là đội bóng dẫn đầu bảng B với sự vượt trội. Thành tích của hai đội bóng là tương đương nhau, đều là 7 trận thắng và 1 trận hòa. Đã có mưa ở sân vận động trung tâm của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Những cơn mưa nặng hạt, chúng ta có thể nghe được rõ tiếng mưa. Thời tiết Hà Nội lúc này thì tương đối thất thường và hay có những cơn mưa vào những buổi chiều muộn. Và xử lý khá tốt của Bùi Gia Huấn
nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Và bây giờ là cơ hội phản công dành cho U15 PVF. Anh Khoa, đường truyền rất khôn ngoan của anh Khoa, Nguyễn Văn Dương. Và nửa truyền, nửa sút của Văn Dương và đã không thể vượt qua được tầm kiểm soát của Đào Trọng Hiền. Trong giai đoạn thi đấu vòng loại thì bảng A, những đội bóng đã thành tích tốt và lọt vào trận vòng chung kết là Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Thể dục Thể thao Hà Nội và Thể công Viettel. Bảng B là sự có mặt của PVF và Đông Á Thanh Hóa. Đông Á Thanh Hóa cũng đang có được những sự khởi sắc trong công tác đào tạo trẻ khi họ liên tiếp có được những thành tích tốt trong những giải trẻ quốc gia trong năm gần đây. Bảng C là sự có mặt của Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng. Lê Sĩ Bách, một tình huống Lê Sĩ Bách xử lý hay. Khi mà Nguyễn Du đã di chuyển xuống vị trí việt vị thì Lê Sĩ Bách đã không chuyển. Vừa rồi là một tình huống xử lý khá tây của Nguyễn Văn Dương. Một pha bóng cắt inside từ bên phía hành lang cánh trái vào khu trung lộ và thực hiện pha dứt điểm từ xa. Một tình huống xử lý cơ bản khá giống với Cristiano Ronaldo, nhưng rất tiếc là cú đá của Văn Dương lại đưa trái bóng đi quá cao so với khung thành của các cầu thủ Hà Nội. Bảng D là sự có mặt của LP Bank Hoàng Gia Lai và Quảng Ngãi. Bảng E là sự có mặt của Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Bảng F là Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Các trận đấu của bảng C sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 1 tháng 9. Còn các trận đấu của bảng A và bảng B thì đều đã diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay. Như đã nói thì trận đấu sớm, Thể công Viettel đã giành chiến thắng 4-0 trước Quảng Ngãi. Xử lý của Dương Văn Hiếu, anh Khoa. Anh Khoa có cái kèo trái rất khéo và nhịp chơi bóng khá ổn ở khu giữa sân. Vừa rồi là đường chuyền hơi vội của Nguyễn Văn Dương, đường chuyền hướng đến khả năng di chuyển của Nguyễn Du, nhưng Nguyễn Du lại chưa sẵn sàng cho một tình huống tăng tốc. Thể hình của U15 Hà Nội là khá tốt, thể hình khá đồng đều và chất lượng chơi của họ cũng không tệ, nhưng ngày hôm nay thì Hà Nội đang gặp phải một đội bóng quá mạnh. Một đội bóng mạnh với một tập thể đồng đều và lối chơi hiện đại. Việc U15 PVF đẩy cao đội hình và pressing ngay ở phần sân của đối thủ đã khiến cho U15 Hà Nội lúng túng. Họ không thể kiểm soát bóng được ở phần sân nhà và dẫn đến việc hoàn toàn đánh mất thế trận. Pha xử lý của Đỗ Nam Hiếu, Bùi Trung Hiếu. PVF, U15 PVF cũng đang xếp hai trung vệ chơi thuận chân. Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa thuận chân phải chơi lệch phải. Và vừa rồi là một đường truyền hỏng bằng chân trái, chân không thuận của anh Khoa, Đăng Khoa. Bùi Trung Hiếu là cầu thủ thuận chân trái, được huấn luyện viên Duy Dị bố trí chơi trung vệ lệch trái. Các bạn thân mến, các bạn đang được theo dõi trận đấu khai mạc của mùa giải U15 quốc gia Cúp Asia Cup năm 2024. Đây là trận đấu được tổ chức trên sân vận động trung tâm của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh On Football và cùng với đó là live stream trên các nền tảng của On Sport và của Liên đoàn bóng đá Việt Nam PVF.
trận đấu giữa U15 SHB Đà Nẵng và U15 Đồng Nai cũng đang được tường thuật trực tiếp trên luồng live stream của VFF. Trận đấu này vẫn đang có tỷ số là 0-0. Trong khi đó thì trận đấu cùng giờ chúng ta đang theo dõi màn đối đầu giữa PVF và Hà Nội. Trung tâm huấn luyện đào tạo trẻ Hà Nội đã có tỷ số là 2-0 với những bàn thắng của Văn Dương và Nguyễn Du. Vừa rồi là một đường truyền chuyển hướng của Đỗ Nam Hiếu rất nhịp nhàng. Lê Sĩ Bách, quả tạt ngay của Lê Sĩ Bách quá đẹp, nhưng chỉ tiếc là tình huống tiếp bóng cuối cùng của Nguyễn Du thì lại không tốt. Mọi thứ đều hoàn hảo trừ nhịp tiếp bóng cuối cùng của tiền đạo mũi nhọn bên phía U15 PVF. Một tình huống phán đoán điểm rơi không tốt của Nguyễn Du. Trước đó là tình huống dâng cao cắt bóng hay của trung vệ đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. Sự kết nối tốt của Nam Hiếu và khả năng di chuyển tốc độ, tạt bóng sống một chạm tuyệt vời của Lê Sĩ Bách. Chúng ta đang được thấy cự ly đội hình có thể nói là rất chuẩn của U15 PVF. Nguyễn Du cao hơn một chút. Hàng tiền vệ 4 người dàn hàng ngang. Phía dưới đó là Tạ Hùng Minh. Pha xử lý khôn ngoan và chính xác của Lý Xuân Hòa. Lý Xuân Hòa đã có một tình huống xử lý bình tĩnh và hiệu quả trước sức ép của Vũ Long Nhật. Khi được bố trí thi đấu tại bảng A tại Trung tâm Thể thao Viettel thì trận đấu đầu tiên Trung tâm huấn luyện đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội đã để cho Hà Nội Bắc Giang cầm hòa với tỷ số 1-1. Sau đó là chiến thắng 1-0 trước PVF CAND. Như vậy là ở mùa giải năm nay thì cũng giống như mọi năm, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF có tới 2 đội bóng tham gia mỗi giải đấu. 2009 thi đấu trong màu áo của U15 PVF thi đấu tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Còn lứa sinh năm 2010 của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF thì thi đấu tại Trung tâm Thể thao Viettel tại bảng A với tên gọi là PVF CAND. Sau khi giành chiến thắng 1-0 trước PVF CAND thì Trung tâm huấn luyện đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội tiếp tục giành chiến thắng 4-0 trước Hải Phòng. ...3-2 trước Thể công Viettel, 2-0 trước Hà Nội trong trận đấu lượt về. Trong trận đấu cuối cùng, trận đấu thứ 8 của vòng loại thì Trung tâm huấn luyện đào tạo thể dục thao Hà Nội tiếp tục giành chiến thắng trước Thể công Viettel với tỷ số 1-0. Vừa rồi là một tình huống tranh chấp có lỗi của Nguyễn Quốc Đạt với anh Hào. Một chiếc thẻ vàng đã được rút ra cho Nguyễn Quốc Đạt. Và sọc bóng nguy hiểm. Rất may là Nguyễn Ngọc Anh Hào cũng đã rất tinh quái nhảy lên trong tình huống tranh chấp vừa rồi. Thời gian bù giờ của hiệp đấu đầu tiên chỉ là 1 phút thôi. Một hiệp đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn tốt. Hai đội bóng đã chơi nhanh và cũng có nhiều những pha bóng phối hợp đẹp mắt. Không có nhiều những pha va chạm đáng tiếc, cũng không có trường hợp chấn thương nào diễn ra trong hiệp đấu đầu tiên. Và 1 phút bù giờ cũng là một con số khá hợp lý. Hùng Minh, cú chèo bóng cực kỳ khó chịu của Hùng Minh. Nhưng trọng tài Huy Hoàng cũng đã xác nhận có lỗi của các cầu thủ tấn công PVF trong tình huống tranh chấp với các trung vệ và thủ môn của
Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Thể dục Thể thao Hà Nội. Thực ra trong pha bóng này thì không có một cầu thủ nào của U15 PVF phạm lỗi. Thủ môn Đào Trọng Hiền đã va chạm với Cao Trần Nhật Bình. Và đúng lúc này thì trọng tài Huy Hoàng cũng đã thổi còi kết thúc thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên, cuộc đối đầu giữa PVF và Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Bóng đá Trẻ Hà Nội. Và lợi thế đang tạm thời thuộc về đội được coi là đội chủ nhà. Trong trận đấu ngày hôm nay, PVF họ vươn lên dẫn trước với bàn thắng rất sớm ở giây thứ 25 của Nguyễn Văn Dương. Và sau đó ở phút thứ 13 thì Nguyễn Du đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Và cùng với đó là một lợi thế rất lớn dành cho PVF. Hà Nội chơi không tốt trong giai đoạn đầu tiên của hiệp đấu này, nhưng ở giai đoạn sau đó họ đã bắt nhịp được trận đấu và chơi tốt hơn, cũng đã có được những cơ hội tấn công về phía khung thành của Lý Xuân Hòa. Hy vọng rằng với sự nhắc nhở của huấn luyện viên Tạ Bạch Sơn thì hiệp 2 U15 của Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Bóng đá Trẻ Hà Nội tiếp tục sẽ có được những sự tiến bộ và có được một thế trận tốt hơn trước một đội bóng mạnh như là U15 PVF. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Các bạn khán giả của VTVK thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động trung tâm của Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF để chứng kiến hiệp 2 cuộc đối đầu giữa U15 PVF và U15 của Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Thể dục Thể thao Hà Nội. Trận đấu trong khuôn khổ những lượt đấu đầu tiên của vòng chung kết U15 quốc gia Cúp ASEAN Cup. Trong hiệp đấu đầu tiên thì các học trò của huấn luyện Nguyễn Ngọc Duy đã trình diễn một phong độ cao với một lối chơi bóng đá tương đối hiện đại cho dù các em mới đang ở lứa tuổi U15. Một lối chơi đúng theo trường phái của PVF, kiểm soát bóng, tấn công và mất bóng pressing ngay ở phần sân của đối phương. Điều này đã tạo ra cho các cầu thủ của U15, Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Bóng đá Trẻ Hà Nội rất nhiều những sự khó khăn, và đối thủ Hà Nội đã phải nhận bàn thua khá sớm ngay ở giây thứ 25. Ngay sau đó thì ở phút thứ 13, PVF tiếp tục có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Bóng đá Trẻ Hà Nội sau những sự khó khăn, sau những trịch trặc ở phần đầu của hiệp 1, thời gian sau đó của hiệp 2 đã chơi tốt hơn. Nhưng vấn đề là U15 của huấn luyện Tạ Bạch Sơn vẫn không thể kiểm soát tốt được trái bóng trước sức ép và khả năng vây ráp tốt của các thủ PVF, khiến cho những tình huống lên bóng của U15 Hà Nội trở nên đơn điệu và thiếu đi tính sắc bén. Trong hiệp 2 thì các cầu thủ được coi là chủ nhà của trận đấu ngày hôm nay, PVF sẽ ở phần sân bên phía tay phải, màn nhỏ của quý vị và các bạn với trang phục màu đỏ. Các cầu thủ U15 của Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Bóng đá Trẻ Hà Nội trong trang phục màu hồng nhạt ở phần sân bên phía tay trái. Khoảng cách giữa hai đội lúc này vẫn đang là 2 bàn. Nhưng sẽ còn cả một quãng thời gian thi đấu hiệp 2 ở phía trước, và mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi nếu như Hà Nội thành công trong pha bóng này. Một cầu thủ của Hà Nội đã ngã nhưng không có quả penalty dành cho
U15 của Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội. Xử lý khá lúng túng của Bảo Phúc nhưng mọi thứ vẫn tốt hơn với U15 Hà Nội. Đây là tốc độ của Cò Văn Hường. Nỗ lực tạt bóng của Văn Hường và cắt bóng thuộc về trung vệ Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. Đăng Khoa đã được chơi tại giải U17 quốc gia nên có được sự chững chạc và khả năng chơi bóng tương đối hiệu quả khi quay lại sân chơi đúng lứa tuổi. Vừa rồi là một tình huống vào bóng rất mạnh mẽ của các cầu thủ U15 thuộc Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội. Ở những phút đầu tiên của hiệp 2, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Tạ Bạch Sơn thì U15 Hà Nội đã tràn sang phần sân của U15 PVF và họ đang tạo ra cho đối thủ khá nhiều những khó khăn với những tình huống tranh chấp và pressing quyết liệt. Nguyễn Du tạt bóng thuộc về Nguyễn Du nhưng bóng không đến được vị trí của Bùi Anh Khoa. Trọng tài Huy Hoàng xác nhận đã có lỗi trong tình huống sọc sau của các cầu thủ U15 Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội. Và xử lý khá hay của Tạ Hùng Minh, một trong những người chơi ổn định và hiệu quả nhất ở khu vực giữa sân của U15 PVF. Rất nhịp nhàng. Sẽ có quả phạt góc dành cho đội bóng áo đỏ. Cổ động viên của đội chủ nhà đang tỏ ra hết sức phấn khích trên các khán đài. Trong lịch sử phát triển và hình thành của giải đấu U15 quốc gia thì PVF lúc này cũng đang là đội bóng có được nhiều thành tích nhất với 5 lần vô địch. Cho dù đây là một trong những trung tâm được đánh giá là sinh sau đẻ muộn. Lần đầu tiên vô địch của PVF là năm 2012. Họ đã 2 lần vô địch liên tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó thì PVF vẫn đóng quân tại trụ sở Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Thành Long. Họ đã có được chiến thắng 3-0 trước Hà Nội TVT và sau đó là một năm sau đó giành chiến thắng 1-0 trước Viettel. Là những tình huống tranh chấp bóng rất quyết liệt ở khu vực giữa sân.
Rõ ràng là huấn luyện viên Tạ Bạch Sơn cũng đã có những sự điều chỉnh, những sự nhắc nhở đối với các học trò của mình. Hiệp 1 thì họ đã để cho các cầu thủ U15 PVF chơi bóng một cách hết sức thoải mái. Và hiệp 2 mọi thứ đã thay đổi. Các cầu thủ U15 Hà Nội đã chơi áp sát đối thủ một cách quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng ta cũng đã thấy được U15, trung tâm huấn luyện đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội bắt đầu có được những tình huống tấn công về phía 1/3 phần sân của U15 PVF. PVF ở hiệp 2 cũng đã không còn giữ được sự chủ động cách tuyệt đối như những phút thi đấu hiệp đấu đầu tiên. Lối chơi của PVF hao tốn khá nhiều thể lực khi mà các cầu thủ liên tục phải di chuyển với cường độ cao và tốc độ cao trong hiệp đấu đầu tiên với những tình huống đua tốc, với những tình huống pressing. Bây giờ thì sau khi có được lợi thế dẫn trước 2 bàn thì rõ ràng là thầy trò huấn viên Nguyễn Ngọc Duy hoàn toàn có thể đưa ra những sự điều chỉnh, bởi vì chặng đường phía trước của giải đấu U15 là còn rất dài. Nếu như đi đến trận đấu cuối cùng, họ sẽ có tới 6 trận đấu, 3 trận đấu ở vòng bảng, 1 trận đấu tứ kết, 1 trận đấu bán kết và trận đấu chung kết nữa. Chưa thể có được những gọi thực sự rõ ràng hơn cho PVF trong quãng thời gian thi đấu vừa qua của hiệp 2. Nhưng đây là một tình huống phối hợp khá tốt của các cầu thủ chủ nhà. Những tình huống phối hợp bật tường từ pha phối hợp đá phạt khá hay, khá bất ngờ và tạo ra được nhiều sự khó khăn cho đối thủ. Một cầu thủ của U15 Hà Nội đang bị đau, đó chính là Cò Văn Hương, cầu thủ chạy cánh phải. Hưởng đang tỏ ra khá đau và nhiều khả năng sẽ không thể tiếp tục trận đấu này. Đó cũng sẽ là một sự ảnh hưởng khá lớn đối với đội quân của huấn luyện viên Tạ Bạch Sơn.
Ngọc Linh. Pha cắt bóng chính xác đến từ đội trưởng Nguyễn Khắc Thiên. Đó là một pha bóng mà cả hai trung vệ của U15 Hà Nội đã đều phải lệch sang bên phía cánh phải để ngăn cản những tình huống tấn công bên phía cánh trái của đối thủ PVF. Tại là một tình huống đá bóng dài nữa của Nhật Minh. Trong hiệp 1 thì cũng khá nhiều lần Nhật Minh thực hiện những tình huống đá phạt dài từ phần sân nhà và đa số thì nó cũng không hiệu quả. Tốc độ của Nguyễn Du và bằng giá chính xác của Đào Trọng Hiền. Trọng Hiền không có lỗi trong hai tình huống dẫn đến bàn thua của các cầu thủ U15 Trung tâm Huấn luyện Đào tạo trẻ Hà Nội. Giáp Tiến Hùng là cầu thủ được đưa vào sân để thay thế cho Cò Văn Hưởng. Pha xử lý rất lắt léo và kỹ thuật của Lê Sĩ Bách, một trong những người chơi hay nhất trong đội hình của U15 PVF trong trận đấu ngày hôm nay. Vừa rồi là tình huống xử lý bóng không thực sự thành công của Nguyễn Bảo Phúc. Trung vệ Nhật Minh và sẽ có quả phạt góc dành cho U15 PVF. Có cảm giác như huấn luyện viên Ngọc Duy cũng đã có những sự nhắc nhở, những sự điều chỉnh đối với các học trò của mình về việc giữ sức cho giai đoạn thi đấu tiếp theo của trận đấu ngày hôm nay. Người thực hiện cú đá này là Đỗ Nam Hiếu. Một cầu thủ của đội U15 PVF đang bị đau. Đó là trung vệ Bùi Trung Hiếu. Trung Hiếu đang bị đau sau tình huống va chạm với cầu thủ bên phía U15 Trung tâm Huấn luyện Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Có lẽ là đầu gối của Giáp Tiến Hùng đã va chạm nhẹ vào đầu của Bùi Trung Hiếu. Sự điềm tĩnh của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. Lê Sĩ Bách. Bóng không đến được vị trí của Nguyễn Du. Vẫn chưa có sự điều chỉnh nào đến từ huấn luyện viên Ngọc Duy. Như huấn luyện viên Ngọc Duy cũng đã chia sẻ, vòng loại là một giai đoạn mà huấn luyện viên Ngọc Duy cũng đã tạo điều kiện cho hầu hết tất cả cầu thủ đều được ra sân. Như đã nói thì thành tích thi đấu tại vòng loại của U15 PVF là 7 trận thắng, 1 trận hòa, ghi tới 48 bàn và chỉ để lưới thủng lưới có 1 bàn. Số cầu thủ đã ghi bàn tại vòng loại là 17 cầu thủ, con số có thể nói là vô cùng ấn tượng. Nguy hiểm. Nhật Minh. Suýt nữa thì có bàn thắng dành cho U15 Hà Nội. Đó là tình huống phá bóng kỹ thuật của Đăng Khoa. Một phá bóng mà rất dễ
phạt lưới nhà nếu như không có được vị trí phòng ngự và khả năng kiểm soát bóng tốt. Chúng ta cùng xem lại những nỗ lực đến từ Nhật Bình và các đồng đội. Cú căng ngang của Nhật Bình là cực kỳ khó chịu. May mắn cho U15 PVF đó là vẫn còn đó đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. U15 PVF đang chơi trùng xuống và đó cũng là cơ hội để các cầu thủ U15 Hà Nội bùng lên. Nguy hiểm, pha cứu thua. Như vậy là trọng tài đã xác nhận là bóng đã đi ra phía sau khung thành của thủ môn Lý Xuân Hòa. Như vậy bóng đã rơi trên xà ngang của U15 PVF. Anh Khoa, Nguyễn Văn Dương, đường chuyền chưa thực sự hợp lý của Văn Dương, nó quá sâu so với đà băng lên của tiền vệ trung tâm Bùi Anh Khoa. Sau bàn thắng mở tỷ số ở giây thứ 25 thì anh Dương đã không chơi hay như kỳ vọng. Người nổi bật hơn đó là Lê Sĩ Bách, cầu thủ tấn công ở bên cánh đối diện. Anh Khoa, vẫn là anh Khoa, anh Khoa. Hiệp một anh Khoa đã có một tình huống xử lý và dứt điểm rất hay bằng chân trái. Cú đá khiến cho thủ thành Đào Trọng Hiển phải bay hết người để cứu thua. Nhưng trong pha bóng này thì anh Khoa lại không làm tốt. Một cự ly gần hơn, một tư thế dứt điểm thoải mái hơn. Nhưng anh Khoa lại đưa trái bóng đi quá cao so với khung thành của Đào Trọng Hiển. Trước đó là một tình huống pressing giành bóng và tấn công trung lộ khá hay của đội bóng áo đỏ. Nguyễn Du, anh Khoa bên trong có người. Đó là ý đồ chuyển bóng rõ ràng của anh Khoa hướng đến vị trí của Lê Sĩ Bách. Nhưng rất tiếc là đường chuyền của anh Khoa đã bị chặn lại bởi các cầu thủ phòng ngự của U15, trung tâm huấn luyện đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Huấn luyện Tạ Bạch Sơn vẫn đang vò đầu bứt tóc vì không thể giúp cho các học trò có được một thế trận tốt hơn trước các cầu thủ PVF. Khả năng kiểm soát bóng của U15 Hà Nội ở phần sân nhà thực sự là khó khăn. Trong hành trình ở vòng loại của U15 PVF ở mùa giải năm nay, trận đấu đầu tiên họ đã giành chiến thắng 4-0 trước Hà Nội. Trận đấu thứ hai thì họ giành chiến thắng 9-0 trước Phú Thọ. Trận đấu thứ ba thì PVF giành chiến thắng 4-0 trước Nam Định và sau đó là một trận hòa một đều với Đông Á Thanh Hóa. Lượt về thì PVF giành chiến thắng 9-0 trước Công an Hà Nội, 16-0 trước Phú Thọ. Có lẽ chiến thắng 16-0 là chiến thắng đậm nhất trong những cuộc đối đầu giữa các đội bóng trẻ ở cấp độ U13, U15, U17, U19, U21. Ở lượt đấu thứ 7 thì PVF giành chiến thắng 2-0 trước Nam Định. Và ở lượt đấu cuối cùng, lượt đấu thứ 8 thì họ đã giành chiến thắng 3-0 trước Đông Á Thanh Hóa, đối thủ cạnh tranh ở bảng đấu này của PVF. Hai mươi phút thi đấu của hiệp hai đã trôi qua và thế trận ở hiệp hai đã trở nên cân bằng hơn với sự chủ động và đề cao đội hình của U15 Hà Nội, và cùng với đó cũng có dấu hiệu trùng xuống của U15 PVF. Nguyễn Văn Dương, Văn Dương và Bảo Phúc, cú xoạc sau rất nguy hiểm của Bảo Phúc nhưng không có tiếng còi nào vang lên từ trọng tài Huy Hoàng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống xoạc cắt kéo cực kỳ nguy hiểm của Bảo Phúc. Và lẽ ra không những phải có một quả phạt mà phải có chiếc thẻ vàng dành cho về phải của U15 Hà Nội. Xoạc không đúng bóng và đó là một tình huống xoạc cắt kéo cực kỳ nguy hiểm. Có lẽ là trọng tài cần phải nghiêm khắc hơn với những tình huống vào bóng như giống như vừa rồi để tránh những cái đầu nóng bốc hỏa. Các cầu thủ trẻ thì tâm lý và sự nhiệt huyết của họ là điều không thể bàn cãi, nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc, khả năng kiềm chế cũng là một điều mà chúng ta
không thể đặt kỳ vọng quá cao ở những cầu thủ mới đang bước vào lứa tuổi U15. Lỗi thuộc về tiền vệ mang áo số 7, Cao Minh Quang. Cao Minh Quang đã phạm lỗi với trung vệ Bùi Trung Hiếu. Như thêm một cầu thủ nữa của U15, Trung tâm huấn luyện đào tạo thể dục thể thao Hà Nội gặp chấn thương. Có thêm những sự đau đầu dành cho huấn luyện viên Tạ Bạch Sơn. Bây giờ thì bắt đầu mới có những sự điều chỉnh đến từ huấn luyện viên Ngọc Duy. Phút thi đấu thứ 68. Nhiều khả năng người rời sân sẽ là Nguyễn Văn Dương. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số của Văn Dương. Một pha phối hợp có thể nói là rất hiện đại, kỹ thuật và đẹp mắt của đội chủ nhà U15 PVF. Xuất phát từ pha đột phá của Lê Sĩ Bách ở bên phía cánh phải. Một cú căng ngang vừa tầm để Văn Dương băng lên và thực hiện một cú ép lòng cơ bản đưa trái bóng về phía góc xa trước sự bất lực của thủ môn Đào Trọng Hiền. Văn Dương rời sân và vào sân là Gia Bảo. Cao Minh Quang cũng đã chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Cầu thủ vào sân là Nguyễn Nhất Long. Sự thất vọng đến từ các cầu thủ trẻ của U15 Trung tâm huấn luyện đào tạo ra Hà Nội khi mà ngay ở trận đấu đầu tiên của vòng chung kết họ đã gặp một đối thủ rất mạnh và đang bị dẫn trước với tỷ số 0-2. Gia Bảo, lỗi việt vị thuộc về Nguyễn Du. Lê Sĩ Bách. Trương Công Bằng. Đường chuyền thuộc về Bùi Gia Huấn. Vẫn là sự vững vàng đến từ Tạ Hùng Minh. Và thoát đi không thành công của các cầu thủ U15 PVF. Và đây là cơ hội phản công dành cho U15 Hà Nội. Và tranh chấp của Nhất Long. Anh Hào. Đường chuyền là của anh Khoa. Gia Bảo. Đường chân trái rất khéo léo của Gia Bảo.
Rất tiếc là bên phía trong không có những nhân sự để có thể tạo ra những điểm cắt sau quả tạt hơi sâu vừa rồi của Gia Bảo. Và sọc bóng chính xác của Anh Hào. Nỗ lực và bước chạy vẫn còn rất khỏe của Lê Sĩ Bách. Nhưng có lẽ là Sĩ Bách cũng cần tiết kiệm sức hơn cho những giai đoạn tiếp theo của trận đấu này, cũng như là những trận đấu tiếp theo của giải đấu năm nay. Thì muốn chọn vị trí và phòng ngự chính xác của Ngọc Linh. Bảo Phúc. Đường chuyền bất cẩn của cầu thủ bên phía U15 Hà Nội. Khoảng trống dành cho Lê Sĩ Bách. Đường chuyền hơi sâu và đó cũng cho thấy được pha băng ra kịp thời của Đào Trọng Hiền. Bùi Gia Huấn. Và tranh chấp chính xác của Đăng Khoa. Đó là một tình huống vào bóng thông minh của Đăng Khoa để giúp cho đồng đội giành bóng chứ không phải là anh. Trong hiệp 2 thì khả năng tranh chấp bóng của các cầu thủ U15 Hà Nội đã tốt hơn khá nhiều. Vẫn là chốt chặn cuối cùng Nguyễn Hình Đăng Khoa với một pha cắt bóng chính xác. Phút thi đấu thứ 73 rồi và tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía PVF với những bàn thắng của Văn Dương và Nguyễn Du. Gia Bảo. Cũng là Gia Bảo với những tình huống qua người rất mềm. Anh Khoa hơi chậm và ngay tức là pha can thiệp đến từ Bảo Phúc. Tình huống phạm lỗi cần thiết của Tạ Hùng Minh. Giáp Tiến Hùng vào sân đã thi đấu rất tích cực ở khu vực giữa sân bên phía U15 của Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Trẻ Hà Nội. Đường chuyền của Bảo Phúc. Long Nhật. Và xử lý không thành công của Vũ Long Nhật. Rất quyết tâm và xử lý hết sức bình tĩnh của Ngọc Linh. Các cầu thủ U15 PVF đã không phá bóng trong tình huống phòng ngự vừa rồi. Họ vẫn cố gắng kiểm soát trái bóng và cố gắng tìm cách triển khai phát động tấn công từ phần sân nhà. Tiếp tục là những sự điều chỉnh người đến từ huấn luyện viên Ngọc Duy. Những sự thay đổi người hướng đến việc giữ sức cho các trụ cột. Vừa rồi là pha phối hợp không thành công giữa Nam Hiếu và Nguyễn Du. Nguyễn Du đã không thể không chơi bóng tốt từ một đường chuyền hơi khó của Đỗ Nam Hiếu. Nhật Minh. Nguyễn Khắc Thiên.
Nguyễn Quốc Đạt. Lúc này thì Hà Nội đang gần như chơi với cặp tiền vệ trung tâm là Bùi Gia Huấn và Nguyễn Quốc Đạt. Có sự xuất hiện của những cầu thủ mới vào sân từ băng ghế dự bị bên phía U15 Hà Nội, đó là Gia Huấn và Nhất Long. Bóng vẫn trong cuộc, nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ U15 Hà Nội, nhưng rất tiếc là bóng đã đi hết đường biên ngang. Nữ trọng tài Hà Thị Phượng đã căng cờ từ trước khi Bùi Long Nhật có thể thực hiện tình huống căng ngang. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Bùi Trung Hiếu đã có một tình huống có phần hơi chủ quan. Long Nhật với thể hình tốt và những bước xả chân dài đã nỗ lực để cứu bóng trong tình huống tấn công vừa rồi. Anh Khoa rời sân, vào sân là Anh Tú và Tuấn Kiệt. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Nguyễn Du. Nguyễn Du cũng là người rời sân cùng với anh Khoa. Tuấn Kiệt mà số 29 và anh Tú mà số 7 là những người vào sân. Nam Hiếu. Và xử lý không thực sự tốt của Đỗ Nam Hiếu. Có rất nhiều những sự lựa chọn nhưng Nam Hiếu lại hơi cá nhân trong tình huống đột phá vừa rồi. Chuyển phát động tấn công của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. Bùi Trung Hiếu. Các trung vệ của PVF cũng có những điểm tích cực khi họ rất chủ động dâng cao và chủ động phán đoán để cắt những đường chuyền của đối thủ ngay ở khu vực giữa sân chứ không lùi sâu và chờ đợi. Đường chuyền không tốt của anh Hào nhưng vẫn còn đó Đỗ Nam Hiếu hỗ trợ và bọc lót phía sau hiệu quả. Tuấn Kiệt. Ngọc Linh. Gia Bảo đã không thể khống chế bóng tốt sau tình huống áp sát của hậu vệ phải Bảo Phúc bên phía U15 Hà Nội. Phút thi đấu thứ 80 rồi và khoảng cách vẫn là 2 bàn nghiêng về phía PVF. Như đã nói thì trong 8 trận đấu tại giai đoạn thi đấu vòng loại, PVF chỉ để thua có 1 bàn. Họ ghi tới 48 bàn. Đó là nỗ lực soạt cứu bóng của anh Hào và cùng đó là sự hỗ trợ kịp thời của thủ môn Lý Xuân Hòa. Một pha bóng có phần mạo hiểm của anh Hòa nhưng cũng đã có được sự thành công. Rõ ràng là U15 của Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội đã chơi tốt hơn trong giai đoạn hiệp 2. Nhưng họ chưa thực sự đủ tốt để có thể có được bàn thắng. Đó là tình huống việt vị của anh Tú. Tiền đạo áo số 9 mới vào sân. Anh Tú đã có một tình huống di chuyển hơi thiếu cảm giác vị trí.
Long Nhật chưa đủ tốt để tạo ra được những tình huống sóng gió về phía khung thành của Lý Xuân Hòa. Một tình huống tạt bóng nhẹ của Vũ Long Nhật. Nhưng Long Nhật trong tương lai cũng sẽ là một tiền đạo đáng chú ý của U15 Hà Nội. Tiền đạo số 9 có thể hình tốt, dáng người cao và những bước chạy khá đẹp. Ngày hôm nay thì Long Nhật chưa có nhiều điều kiện để có thể thể hiện trước một PVF đồng đều. Nhưng trong tương lai thì Long Nhật cũng sẽ là một cầu thủ trẻ tiềm năng với thể hình và những bước chạy rất đẹp, rất thanh thoát. Và vào bóng dứt khoát của Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. Pha xoạc bóng cổ lỗi của Lê Sĩ Bách. Quả phạt dành cho U15 của Trung tâm huấn luyện đào tạo thể dục thể thao Hà Nội. Những phút thi đấu cuối cùng của cuộc đối đầu giữa PVF và Trung tâm huấn luyện đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Khoảng cách 2 bàn giữa hai đội bóng xuất hiện trong trận đấu khai mạc của giải đấu năm nay. Người cắt bóng vẫn là thủ lĩnh Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. Đăng Khoa luôn có khả năng chọn vị trí rất tốt, đường truyền vượt tuyến để phản công của PVF. Những bước chạy dũng mãnh của Anh Hào. Quả phạt dành cho các cầu thủ U15 PVF, người đã phải nhận thẻ vàng trong tình huống phạm lỗi vừa rồi, đó là Bùi Gia Huấn. Nhưng đó là một pha bóng đáng khen đối với Bùi Gia Huấn. Bùi Gia Huấn đã nỗ lực để theo sát pha băng lên vừa rồi của Anh Hòa. Nếu như không có tình huống can thiệp của Bùi Gia Huấn thì pha xâm nhập của Anh Hào sẽ còn trở nên cực kỳ phức tạp và mang lại nhiều sự nguy hiểm hơn với khung thành của Đào Trọng Hiền. Trận đấu còn lại của bảng đấu này, cuộc đối đầu giữa U15 SV Nẵng và U15 Đồng Nai cũng vẫn đang có tỷ số là không đều. Chưa có đội bóng nào có được bàn thắng trong trận đấu còn lại của bảng A. Trước bóng vẫn là tiền vệ trung tâm Tạ Hùng Minh, chuyên gia thực hiện những tình huống cố định của U15 PVF. Tạ Hùng Minh có cái chân trái khéo léo và khả năng đá phạt khá chuẩn. Tín hiệu đã được đưa ra. Phương án 2 đã chuyển phương án 1. Khá rắc rối đến từ Tạ Hùng Minh. Chúng ta sẽ cùng xem đó sẽ là một cú đá vào cột gần. Đó là cú đá thẳng, khá nguy hiểm.
rất may là Đào Trọng Hiển đã chơi tập trung. Cú đá rất khó chịu của Tạ Hùng Minh. Trời mưa sân trơn và bóng có độ xoáy. Thêm một lần nữa tín hiệu lại được đưa ra bởi Hùng Minh. Phút thứ 87 rồi, chiến thắng đã rất gần với PVF. Nguy hiểm, không có được bàn thắng dành cho Lê Sĩ Bách. Lê Sĩ Bách là người đã khơi nguồn cho hai bàn thắng của U15 PVF ở trận đấu ngày hôm nay. Nhưng Sĩ Bách đã chưa thể có được bàn thắng cho riêng mình sau tình huống tấn công áp sát vừa rồi. Một pha bóng bất ngờ và suýt nữa thì PVF có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Có cảm giác như bóng đã chạm tay một cầu thủ phòng ngự của U15 Hà Nội nhưng đã không có tiếng còi nào vang lên. Vừa rồi là một tình huống mà Lê Tạ Hùng Minh đã không thực sự nhạy cảm trong việc di chuyển và hỗ trợ đồng đội. Kết quả là U15 PVF đã bị mất quyền kiểm soát vào tay của U15 Hà Nội. Nguy hiểm, Tạ Hùng Minh. Rất tiếc là U15 PVF đã lỡ nhịp ở những tình huống phối hợp cuối cùng. Một pha bóng có sự góp mặt của Tạ Hùng Minh và cả Đỗ Nam Hiếu nữa, những người đã đá chính từ đầu trận và cũng đã có những dấu hiệu sa sút về mặt thể lực. Và xử lý của Nguyễn Hùng Đăng Khoa. Một đội trung vệ của U15 PVF đã hỗ trợ nhau để giúp cho đội bóng áo đỏ giữ được quyền kiểm soát bóng. Và pha bóng rất chính xác của Lý Xuân Hòa. Lê Sĩ Bách vẫn là những bước chạy rất tốc độ của Lê Sĩ Bách. Nhưng lần này thì đã không thể vượt qua được trung vệ đội trưởng Nguyễn Khắc Thiên. Những sự thay đổi người tiếp theo bên phía PVF. Việt Anh và Chí Đạt là những cái tên vào sân. Anh Hào và Sĩ Bách rời sân. Biến rất mạnh của các thủ U15 PVF. Vẫn là Tạ Hùng Minh luôn chọn được vị trí rất tốt để thu hồi bóng hai. Và xử lý có phần vội vàng của Chí Đạt, cầu thủ vừa mới vào sân và có những tình huống chạm bóng đầu tiên. Anh Tú và không chế bóng rất hay. Rất tiếc là pha xử lý sau đó của Đỗ Nam Hiếu thì đã không có được sự thành công. Gia Bảo rất nhịp nhàng, không được và phối hợp theo bài của các thủ U15 PVF và đã bị chặn lại bởi các thủ U15 Hà Nội. Đường truyền rất hay. Dương Văn Hiếu không được, tốc độ triển khai chậm và thiếu đi sự bứt phá ở những mét cuối cùng khiến cho cơ hội đã bị trôi qua. Dương Văn Hiếu. Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. Tạ Hùng Minh. Cắt bóng vừa rồi thuộc về Ngọc Linh. Nam Hiếu, Gia Bảo. Vẫn là Gia Bảo. Một đấu một. Nỗ lực xóa bóng thuộc về Bảo Phúc. Bảo Phúc đã có một trận đấu rất quyết tâm máu lửa ở bên phía hành lang cánh phải của các cầu thủ trung tâm huấn luyện đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này đã khép lại và chúng ta đang bước vào những phút thi đấu bù giờ.
bù giờ thứ hai, chiến thắng đã rất gần với đoàn quân do huấn viên Nguyễn Ngọc Duy dẫn dắt. Người thực hiện cú đá này là Đỗ Nam Hiếu. Thẻ vàng dành cho Đỗ Nam Hiếu với một tình huống trọng tài cho rằng lỗi câu giờ. Một trận đấu mà PVF đã cho thấy được rất nhiều ưu thế, rất nhiều điểm cộng, nhưng họ cũng đã có những điểm trừ với những chiếc thẻ vàng không đáng của đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, hay là pha phải nhận thẻ vừa rồi của Đỗ Nam Hiếu. Trời mưa sân trơn và bóng đã vượt qua tầm kiểm soát của anh Tú. Phút bù giờ thứ 3 rồi, cơ hội có điểm gần như là không còn đối với trung tâm huấn luyện đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Nhưng với màn trình diễn tương đối sáng sủa ở hiệp 2 thì có lẽ là Hà Nội sẽ đặt mục tiêu có được điểm số trong những cuộc đối đầu còn lại với SHB Đà Nẵng và Đồng Nai. Những đội bóng lúc này vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số hòa không đều. Chiến thắng đậm nhất của ngày hôm nay có lẽ thuộc về Thể Công Viettel. Thể Công Viettel đã vượt qua đối thủ Quảng Ngãi với tỷ số 4-0. Thể Công Viettel chỉ là đội bóng xếp thứ 2 ở bảng A sau các cầu thủ trung tâm huấn luyện đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Đường chuyền khá hay vào khoảng trống, khả năng di chuyển cắt mặt của các cầu thủ PVF không được. PVF cũng đã có những dấu hiệu xuống sức ở giai đoạn hiệp 2 và họ thiếu đi những tình huống xử lý chuẩn xác, ấn tượng ở những nhịp đột phá cuối cùng. Và cắt bóng của Hồng Minh, khả năng điều tiết thể lực tốt giúp cho Tạ Hùng Minh vẫn có được sự sung sức ở những phút thi đấu cuối cùng. Pha tranh chấp giữa Tạ Hùng Minh và cầu thủ trẻ của U15 Hà Nội. Hùng Minh đang có dấu hiệu bị chuột rút. Trận đấu cũng đã bước sang phút bù giờ thứ 5 rồi. Có lẽ là trận đấu sẽ phải kéo dài thêm một chút nữa thôi để các nhân viên y tế vào sân để chăm sóc chấn thương cho các cầu thủ trẻ của cả hai đội trong tình huống va chạm vừa rồi. Đây là khu vực các cổ động viên, những người nhà của PVF, U15 PVF, những người luôn tạo ra những không khí rất sôi động trên các khán đài của sân vận động trung tâm. Tình huống đua tốc độ và xử lý của Bùi Trung Hiếu. Đó là một pha bóng mà Ngọc Linh cũng đã có phần chờ bóng và khả năng áp sát của Nhất Long.
và áp sát của Nhật Minh. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Trần Huy Hoàng đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu cuộc đối đầu giữa U15 PVF và U15 của Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Thể dục Thể thao Hà Nội. Kết quả là chiến thắng 2-0 dành cho thầy trò huấn luyện Nguyễn Ngọc Duy, một sự khởi đầu tương đối suôn sẻ trước khi hướng đến những trận đấu tiếp theo với SHB Đà Nẵng và Đồng Nai. Ngày hôm nay thì đội bóng dẫn đầu bảng A, Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội cũng đã có một trận đấu đầy cố gắng, nhưng họ nhập cuộc chậm và cũng đã có phần bị động trong thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên. Hiệp đấu mà cao trò của viên Tạ Bạch Sơn đã phải nhận 2 bàn thua đến từ những pha dứt điểm của Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Du. Hiệp 2 thì Hà Nội đã chơi tốt hơn và họ đã có được một thế trận tương đối ấn tượng trước đối thủ mạnh là PVF. Tuy nhiên thì Hà Nội cũng không tạo ra được quá nhiều cơ hội và họ cũng chưa thể ghi bàn. Nhưng với sự tiến bộ ở hiệp 2 thì có lẽ là Hà Nội sẽ hướng đến việc thi đấu tốt hơn trong những loạt đấu tiếp theo gặp đối thủ SHB Đà Nẵng và Đồng Nai để tìm kiếm chiếc vé thứ 2 và thậm chí là có thể là chiếc vé thứ 3 để lọt vào vòng đấu tứ kết. Với quy định của U15 thì có 3 bảng đấu, sẽ có 6 đội nhất nhì và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt để lọt vào vòng đấu tứ kết. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự nỗ lực, sự cố gắng của Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội trong trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các khán giả thuộc VTV Cup. Xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.